cửa hàng Audio Bán Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị nãy giờ nghe đo lo này chắc không tưởng là nó bass 20 đâu nha, nghe tiếng bass nó giật mình thật á, tưởng là bass 30 không á, chứ không phải là bass 20 đâu. Lo nó có tên là Sansui S300, bass 20, chung 10 và chép 8, giấy hết nha. Gân thì gân mút, đánh bass cực kỳ lực luôn. Nhưng lò này rất là hay nha. Lò thì thùng quách còn rất là đẹp, thùng nó mỏng. Này rồi anh em rao chùa lên tí thì nó mới keng thôi. Đây, có cái chép này nó bị tí nhưng mà đã có xử lý rồi nha anh em. Mà chép nguyên zin nha. Cái này nó bị dính dạng nó bị cái chép nó bị rách một đường gì nè, rồi nó quét keo lên cho nên là có màu đen. Chưa chép hoạt động hoàn hảo và lo nguyên zin hết nha. Và đôi này thì em sẽ bán với giá 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng. Rồi loa xanh xui rất hay ha. Anh em nãy giờ nghe cũng đánh giá được. Rồi. Loa còn nguyên giấy khai sinh nè. Xanh xui Mỹ á. Góc cạnh còn rất là đẹp. Loa còn rất là đẹp, không vấn đề gì cả. Loa nguyên zin hàng bãi chưa dùng Việt Nam mà. Rất đẹp ha. Nguyên giấy khai sinh của nó. Hai triệu 300.000 đồng nha anh em. Ship toàn quốc thì không phí ship. Rồi em cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bán Giang. Xin cảm ơn.